Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hơi quá. Uấy, thấy không anh em? Lời luôn nhỉ. Không thể tin được anh em ạ. Lời thế nhỉ? Ngon. Thế là hôm nay mình làm phát 600 ngữ linh thạch ở trong này luôn. Hello, xin chào anh em nhé. Chúc anh em một ngày đầu tuần thật là vui vẻ. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhận hai cái gift code mới nhất, cũng như là tiếp tục cái event tầm bảo trợ yêu để xem là có thể lấy được cái em tiên hữu mới này không nha. Phải qua anh em ơi. Đầu tiên thì là cái gift code tuần. Thì bây giờ gift code tuần nó toàn đăng post, sau đó thì anh em phải làm nhiệm vụ thì mới có code nha. Thì đây, code mới nhất đây này, TITD1Q745 anh em nhá. Rồi đây, để đây cho anh em nhìn rõ hơn này. Ok là chưa? Chắc là có nhiều anh em thì cũng biết rồi, tuy nhiên là nhiều anh em thì cũng chưa biết thì mình cập nhật lại luôn. Và cái gift code thứ hai thì anh em phải tham gia event một tí. Ở đây nó có cái event mùng Tết thiếu nhi và hạn là đến ngày mùng 5 tháng 6 thì nó mới hết cơ. Thế cho nên là anh em tích cực làm đi. Đầu tiên là phải like và share bài viết anh em ạ. Sau đấy là share ở chế độ công khai nha anh em. Rồi chia sẻ ngay luôn. Ok chưa? Đang đăng lâu nhỉ? Ồ, lạc thế. Rồi đấy, bây giờ mới xong anh em nhá. Bước thứ hai là hãy comment trò chơi dân gian hoặc bot game yêu thích nhất của các đạo hữu. Ok, thì mình sẽ comment một trò chơi dân gian nhé. Ví dụ như là bịt mắt bắt vịt chẳng hạn. Ok luôn. Thời gian để mình nhận được code là 72 giờ. Kể từ ngày kết thúc sự kiện, tức là đâu đó đến ngày mùng 8 tháng 6 muộn nhất thì chúng ta sẽ có code anh em nhé. Đây này, nếu như những cái event lần trước thì nó sẽ gửi qua Facebook cho anh em luôn. Nó sẽ là một cái code kiểu kiểu như thế này nha anh em ơi. Còn cái code tuần thì đây, chúng ta có thể nhận được 50 đào, 50 tiên ngọc, 800 trái linh thú. Hơi cùi nhỉ? Code tuần này nó cùi thế. Thôi, bây giờ lại tiếp tục làm cái nhiệm vụ tầm bảo trợ yêu. Để xem nhận được em tin hữu mới không anh em nhé. Né, 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 né. Ok, thay luôn. Rồi, hôm nay có loạn đấu bang này. Chà chà, căng thẳng nha. Đổi luôn này. Thí luyện loạn đấu này. Uầy, có thêm cả gói hút máu nữa này anh em này. Cái gói này khá là ngon nhé. Nếu như anh em nào có điều kiện hiến máu thì mình thấy là ok đấy. Bởi vì là nó sẽ có những cái ấn ký này anh em này. Ấy, ấn ký là cực kỳ quan trọng ở thời điểm hiện tại luôn nha. Nhiều thế. Có thêm cái dương 350 đào, 540 cái phù hướng diễn. Và thêm một cái hộp gì đây? Ô, lựa chọn thần thông linh thú với các kiểu pháp bảo à? À không, không có thần thông, chỉ có tinh quái thôi anh em nhé. Gói hạn giờ xem nào. Miễn phí này, 1, 2 và 3. Ok, hôm nay thì mình vẫn mua mắc nha. Chỉ còn lại 3.800 tin ngọc thôi anh em ạ. Hơi khoai đấy. Tìm báo trợ yêu, nhiệm vụ. Có nhiệm vụ gì hoàn thành hay chưa nè? 5 lần khiêu chiến yêu vương đúng không? Trời luôn. Khoan, mình đổi sang bên dương thần cái đã. Đi khiêu chiến yêu vương cho nó được nhiều sát thương anh em nhé. Dị thú xâm lược. Ôi chết, nhầm. Đang bảo khiêu chiến yêu vương lại quánh ngay sang dị thú xâm lược quá. Quá. Áo ma Canada thế nhỉ? Có gì đó sai sai rồi. Hình như là mấy cái món trang bị này của mình nó bị thay đổi lung tung phèng, chưa kịp chỉnh lại. Cái thành ra là sát thương cái da yếu. Thế nhỉ? Khiêu chiến yêu vương 5 lần đúng không? 1, 2 này. Ôi thôi chết rồi, kéo hết tim ngọc ý. 3, 4 và 5. Thế thôi. Làm tạm thì đã. Hết tiền ngọc rồi anh em ạ. Giảm thời gian 4 ngày 2 giờ đếm ngược anh em nhá. Chuẩn bị lên tiên thủ 16 rồi. Perfect luôn. Thủy thú. Uầy, như anh em ở trong này chụp ảnh đăng lên group, ra luôn cái dương linh thú thần thoại tùy chọn. Nhân phẩm gọi là mắc vinh thực sự luôn ạ. Rồi, tiếp theo chuyển sang nguyên thẻ đi. Để đi auto. Đấu pháp có 3 cái chưa đánh này. À, hôm nay thì thứ hai thì cho nên là nó reset lại hết bảng đấu pháp rồi. Với cả có bảng quần hùng thì cũng reset. Anh em nào mà tranh thủ chưa đạt được cái cột mốc cao thì nhớ canh 12 giờ để vào đánh cái bảng quần hùng để đạt cột mốc cao luôn, lấy nhiều phần thưởng anh em nhá. Rồi, mốc luôn. Một hit. Đấy, có 3 vé thôi. Đánh thế. Tí máu trợ yêu còn nhiệm vụ gì nữa không nào? 1 và 2. Ở đây là có khi chuyển đấu pháp tăng cấp linh thú với cả thu thập phúc địa đúng không? Thu thập phúc địa thì cũng hơi khoai đấy. Ơ, cái gì này? À, 11 tiếng à, thu hồi thôi. Hôm qua vắt kiệt sức lao động của mấy con chuột 371 tiếng á. Kinh vậy. Ủa, đi hết luôn nhỉ. Ok. Đấy, thu thập vật phẩm người khác tại phúc địa 6 trên 10 rồi.
Ngon lành cành đào. Ôi thôi chết rồi. Biết thế để dư ra một con chuột để làm cái nhiệm vụ kia cho xong. Tiên duyên như nào. Ô ngon. Ô ngon, có thêm tí tiên ngọc nha. Vận may à? Lại tiếp tục là vận may. Hôm nay là tăng cấp linh thú à? Triệu hồi linh thú 3 lần này, chia sẻ 1 lần. Ok. Triệu hồi linh thú 3 lần á, tăng cấp 1 lần này. À, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Triệu hồi linh thú nào. Xem có em gì có thể triệu hồi được không đây này. 1 2 3. Ok. À, không có anh hướng lòng nào thì tới. Vận may ra nào. Biết đâu đó nó lại ra cái gì đó ngon lành cành đào lời hơn thì sao. 10 trên 10 bỏ qua hạt ảnh luôn. Ôi reset lại rồi, hôm nay có dương linh thú này. À hơi quá. Ôi thấy không anh em, lời luôn như vừa phát đầu tiên nó ra luôn đấy. Được thực sự luôn ạ. Wow. Còn những phát sau thì bắt đầu thấy phai dần rồi anh em ơi. Tiếp tục là 10 ngựa linh thạch phản công à. Chuyển sang âm thần nhận tí phản công nhỉ. Phản công. Rồi. Tiếp tục là vận may anh em ơi. Úi thôi khoan thôi. Đấy, tranh thủ với chặt cây đã. Giữ linh thú đỏ đi. Lại 10 ngựa linh thạch. Đéo thực sự. Ơ à, bỉ cái nhỉ. Ơ à, ngáo à. Ra toàn 10 ngựa linh thạch vậy. Ơ à. Holy shit. Ảo thực sự. Ơ à. Không thể tin được anh em ạ. Lời thế nhỉ. Phát cuối cùng thế nào. Ơ à. Ngon. Được ấy chứ. Thế là hôm nay mình làm phát 600 ngựa linh thạch ở trong này luôn. Ủa, đẳng cấp đấy. Ra gì vào này nọ đấy chứ. Ok like anh em ạ. Tìm báu ra nào. Thôi hết rồi, 6 con chuột kia chắc còn lâu nó mới quay trở về anh em ạ. Thôi x10 luôn anh em nhá. X10 luôn này. Rồi luôn. Không có cái dấu hiệu gì gọi là vào cái này cả anh em ạ. Ôi rồi ôi. 56 lần thì mình được thêm một cái pháp bảo thịt chọn này. À có thêm 4 lượt quay nữa đúng không. 4 lần. Ôi xong rồi. Xong tôi rồi. Vẫn chưa ra. Bình thường là ra rồi đấy. Nhưng mà hôm nay thế nào mà vẫn chưa ra. Cày thế nhở. Thử cái gói hạn giờ này xem nào. Còn 129k. 129k mua cái này tiếc vãi anh em ạ. Bởi vì là 129k là mình sẽ có được một cái thẻ tháng rồi. Ai xịp à. Khó thế nhở. Khó nghĩ thực sự anh em ạ. Ở đây mình xem sạp đã yêu mua được cái gì không anh em nhé. 25. Ồ cái này là 30. Thì mình sẽ có thêm một cái pháp bảo tùy chọn nữa này. Ghê nhé. Ôi thế cố đi. Kiếm thêm cái này nữa là ngon đấy. Mỗi tội hôm nay là ngày cuối rồi thì phải anh em ạ. Căng nhỉ. 50 thế đổi luôn phù thiên diễn. Để chuẩn bị là cho sự kiện tuần tới. Có thần thông. Luân hồi điện ra thần thông rồi này anh em. Tuần sau chắc chắn là lại xả thôi. Chứ biết làm sao bây giờ. À đây rồi. Có thêm thiệp khiêu chiến rồi anh em ơi. Quất thêm 2 trận nữa là có thêm một cái nhiệm vụ nữa được hoàn thành. Mục luận. Đây rồi. Đơn giản. Ây à. Xong chưa. Ok luôn này. Đấy bây giờ là đến cái nhiệm vụ này. Nó không biết là có con chuột nào thừa ra chưa nhỉ. Đây rồi. 3 con thừa ra này anh em này. Chơi luôn này. Lại thua rồi. Cứ thế thôi. 2 lần này. 3. Ngày nào cũng tập đếm. 4. 5. 6 này. 7. 8. 9. Tôi cứ 10 chắc bởi vì mình không biết đã làm một cái lần nào chưa. 3 trên 3 ở đây, reset thêm phát nữa nào. Ok luôn. Thăm dò xem nào, thăm dò. Có 2 con thừa ra đúng không? Thôi thì mình sẽ tự động. À thôi, chờ một tí cũng được.
đỡ phí tài nguyên anh em ạ. Tìm báo hai lần biết đâu lại ra. Trời ơi, nó vẫn không ra kìa anh em. Cú vãi cả trưởng, 63/100 rồi. Bực thế nhở. Ám rồi, hôm nay thì mình thấy mở ra Sơn Hải Vạn Tượng. Thử xem như thế nào nè. Sơn Hải Vạn Tượng nguy hiểm rình rập, cần tổ đội mới có thể thám hiểm. Đi tổ đội xem nào. Đây này. Xin vào xem nào. Ok. Rồi. Sơn Hải Vạn Tượng đánh đấm như nào nhỉ? Do Sơn Hải nguy hiểm, chỉ người chơi đặt cảnh giới yêu cầu mới có thể tham gia. Mỗi lần tổ đội là cần 3 người. Mỗi tuần có 5 lần khiêu chiến. Sau khi mở thì sẽ trừ 1. Là sao? Hãy chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy tới. Mỗi tuần có 5 lần hỗ trợ. Mỗi lần hỗ trợ thành viên sẽ bị trừ. Cảnh giới lớn, mỗi lần khiêu chiến quyết định theo cảnh giới đội trưởng. Mỗi tuần lần đầu vào sẽ khóa cảnh giới muốn khiêu chiến tuần này. Không giờ thứ hai sẽ đặt lại lượt và tự động giải tán đội. Nếu chiến đấu bắt đầu, thành viên bất kỳ giờ đội đều khiến phòng này thất bại và không hoàn lại lượt. Holy shit, cái này căng này anh em này. Gặp ông nào phá game là vỡ mồm này. Quy tắc ghép cặp, ngoài việc có thể chỉ định tìm đạo hữu khác, còn có thể ghép cặp ngẫu nhiên. À, ok nhỉ. Mỗi lần ghép cặp ngẫu nhiên sẽ tự động khai chiến và trừ lượt. Thành viên ghép cặp sẽ thấp hơn cảnh giới của đạo hữu. Ồ, chỉ có thể gửi lời mời trên kênh chat thế giới hoạt động thôi. À, ok ok. Quy tắc chiến đấu, sau khi khai chiến sẽ khóa thuộc tính. Ba đại hữu cùng ra trận. Mỗi ải sẽ kế thừa HP. Nếu bị đánh bại, ải sau sẽ không thể hồi sinh. Hay nhỉ. Đây này, mỗi ải sẽ kế thừa HP. Tức là ví dụ như anh em đánh hiệp 1 còn 80% máu, thì sang hiệp 2 anh em cũng chỉ còn 80% máu thôi, đúng không? Kiểu thế không? Mỗi lần bày trận có thể đổi kỹ năng tổ đội và vị trí của thành viên. À, cái này đánh theo lượt à? Ví dụ như ông A đánh trước, ông B đánh trước à? Ui, cái này lòng ngoáng thế nhỉ? Cái này chắc phải chờ thêm một tí nữa để xem là khi mà tổ đội xong rồi ấy thì mình mới có thể là ngâm cứu kỹ hơn cái sự kiện đấy anh em nhé. Ok ấy.